Thưa quý vị, sáng nay ngày 3 tháng 3 tại thành phố Châu Đốc, Thường trực Tỉnh ủy An Giang làm việc với Thành ủy Châu Đốc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2021 và chỉ đạo phương hướng nhiệm vụ năm 2022. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Lê Văn Đơn chủ trì buổi làm việc. Tham gia buổi làm việc có các ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Ủy ban nhân dân và các sở ban ngành tỉnh. Trong năm 2021, tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, gây nhiều khó khăn, nhưng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Châu Đốc đã đoàn kết quyết tâm nỗ lực khắc phục khó khăn, thực hiện đạt nhiều kết quả quan trọng. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được chú trọng, tăng cường kỷ luật kỷ cương, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ. Thành phố đã thực hiện đạt và vượt 12 trên 14 chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, tập trung triển khai thực hiện đồng bộ, linh hoạt, hiệu quả nhiều giải pháp kiểm soát dịch bệnh, thích ứng an toàn. Tổng thu ngân sách địa phương đạt trên 707 tỷ đồng, đạt 167% dự toán tỉnh giao, tăng 9,3% so với cùng kỳ. Thành phố đã triển khai kịp thời các chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ các đối tượng chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, khó khăn với nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả như gian hàng không đồng để hỗ trợ người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Thành phố cũng đã kiểm soát chặt chẽ tuyến biên giới, thực hiện tốt công tác đối ngoại, quân sự, duy trì mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị, hợp tác với chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các địa phương của nước bạn Campuchia, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Trong cái hoàn cảnh dịch bệnh như thế, khó khăn như thế, lúc mà dịch bệnh bùng phát, thực hiện chỉ thị 16, giãn cách xã hội theo 15, rồi là một số cái giải pháp để mà đảm bảo cho chống dịch, như thế mà chúng ta đã đạt, vượt so với cái năm thời điểm cùng kỳ, cho đây là một số tôi cho là ấn tượng. Và trong thời gian diễn ra dịch bệnh như thế thì có thể nói rằng là các đồng chí đã có nhiều cái sáng kiến, tôi cho là nhiều cái sáng kiến rất là sáng tạo. Tôi ví dụ như là cái gian hàng không đồng, chuyến xe không đồng, tất cả những cái đó nó được xuất phát từ chỗ đó, và chính cái mô hình này là nó được nhân rộng ra trong toàn tỉnh, là góp phần vào thực hiện tốt cái an sinh xã hội. Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy và đoàn công tác, tôi ghi nhận, biểu dương, chúc mừng những kết quả mà Đảng bộ thành phố đã nỗ lực đạt được trong thời gian qua. Nhấn mạnh, thành phố Châu Đốc là địa bàn có vị trí quan trọng kết nối giao thương giữa các tỉnh phía Nam với nước bạn Campuchia và còn rất nhiều tiềm năng, cơ hội để phát triển mạnh về thương mại, dịch vụ, du lịch trong thời gian tới. Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang đề nghị Đảng bộ thành phố Châu Đốc tiếp tục đổi mới tư duy, năng động sáng tạo, dám nghĩ đúng, dám làm đúng, tận dụng thời cơ, khai thác triệt để các nguồn lực và lợi thế so sánh, tạo ra sức bật mới trên tất cả các lĩnh vực. Nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu vẫn là tiếp tục thực hiện đồng bộ các biện pháp kiểm soát dịch bệnh COVID-19, không chủ quan lơ là, thích ứng an toàn, linh hoạt, vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế xã hội và đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng năm 2022. Thành phố phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành nghị quyết phát triển thành phố Châu Đốc trong giai đoạn mới, nhằm tạo động lực để Châu Đốc phát triển nhanh và bền vững, thực sự là một trong những đầu tàu kinh tế xã hội của tỉnh. Xác định thương mại du lịch giữ vai trò chủ đạo trong nền kinh tế của thành phố. Do đó, tôi đề nghị thành phố tăng cường kêu gọi đầu tư phát triển hạ tầng giao thông đô thị, thương mại, dịch vụ, tạo nhiều sản phẩm du lịch để giữ chân khách. Thường xuyên rà soát, nâng chất hệ thống chợ, siêu thị theo hướng hiện đại, quan tâm công tác quản lý, lập lại trật tự đô thị xứng tầm với vị thế của một thành phố du lịch. Đồng thời tuyên truyền, nâng cao nhận thức người dân, thực hiện văn minh thương mại, chấn chỉnh ngay những bất cập, yếu kém ảnh hưởng xấu đến tình hình ảnh du lịch của Châu Đốc nói riêng và của tỉnh nói chung. Đi đôi với phát triển kinh tế, Bí thư Tỉnh ủy Lê Hồng Quang đề nghị thành phố Châu Đốc tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch vững mạnh, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa, xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, đủ phẩm chất, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Tiếp tục thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ, giúp đỡ kịp thời các hộ khó khăn, đối tượng yếu thế, không để ai bị bỏ lại phía sau. Tập trung chăm lo các lĩnh vực văn hóa xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, hiệu quả đào tạo nghề, giải quyết việc làm, đào tạo lao động tại chỗ phục vụ lĩnh vực du lịch dịch vụ, bảo vệ, trùng tu những công trình lịch sử, văn hóa, kiến trúc độc đáo để phát triển du lịch văn hóa tâm linh, sinh thái, nghỉ dưỡng,
tập trung lãnh đạo củng cố quốc phòng an ninh, tăng cường tuần tra kiểm soát chặt chẽ biên giới, phòng chống tội phạm và xuất nhập cảnh trái phép, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, làm tốt công tác tuyên truyền, tổ chức các hoạt động kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh An Giang năm 1832 năm 2022, gắn với hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2022. Các sở ban ngành đoàn thể tỉnh thường xuyên quan tâm, kịp thời hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, giúp thành phố Châu Đốc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị. Bí thư Tỉnh ủy Lê Hồng Quang tin tưởng, với sự đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm cao nhất của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Châu Đốc sẽ tiếp tục gặt hái được nhiều thắng lợi to lớn hơn, toàn diện hơn trong thời gian tới, đưa Châu Đốc trở thành một trong những thành phố du lịch trọng điểm quốc gia.